Bây giờ nói lại với mình, nói lại ban đầu là anh bị ba hồi lúc nào? Giữ cái này thì làm cái đốt ba không ạ? Ba tuần rồi. Cái đốt đấy là một cái tắc. Tức là nó là đầu dây thần kinh. Rồi. Mềm cái lưng ra, mềm. Cũng thế. Các cái đầu ngón chân. Đây này, chữ thế này. Thế thôi. Mười đầu. Mười đầu, mười đầu. Để nó đỡ tuột cái này ra. Chữ thế này, để tuột nó cỏ. Chứng quá. Đấy. Đã lỏng ra, nó chứng quá. Đây này, nếu nó giúp một cái thứ này, nó sẽ tuột ra không? Đấy là nó không tuột được cái thứ. Nhưng mà làm để nó thả bé thì mình cái thứ này, thì nó không tuột ra không? Lôi ra đây. Ngồi trên đây. Anh có
có vị người ta gần đến nơi chẳng hỏi cô hoặc là chỉ có chồng chị đấy là các cô nhưng mà các bạn này cũng là đang bị sưng lên, đang bị viêm, mà cái viêm quanh là do bị cái acid uric tăng trong máu, do đó là để mà chữa lành hẳn ấy, thì anh phải thứ nhất á, tôi nghĩ anh nên tham gia cái lớp học ở đây có ngày thứ bảy chủ nhật ha, có tham gia chưa? Rồi. Anh này học đây rồi hả? Dạ, học viên của mình đó. Vậy là anh học đây mà anh có thực hiện cái phương pháp nhịn ăn không? Không được, tại vì anh phải nghe lời tôi, anh mà muốn khỏi cái này luôn á, tại vì là nếu như cái acid uric mà không giảm xuống, thì bây giờ chỉnh xong rồi á, anh sẽ không quay ra lại. Bây giờ anh bỏ ăn buổi sáng cho tôi, à, rồi trong buổi sáng anh hút không khí, rồi anh uống nước lớn, anh làm với tôi trong vòng một tuần lễ là khỏi hẳn. Vì mọi người nhớ cái này nè, khi á, mà một cái bệnh nhân á, mà cái khúc dây mà mình chữa đó, nhất là đàn ông mà mình chữa mà đúng bài bản rồi mà nó chưa, mình đã bớt mà nó hết đặng á, là do bị acid uric tăng, do đó là cần thiết là gần như bắt buộc người bệnh nhân nhịn ăn buổi sáng rồi
tập những cái phương pháp mà mình đã hướng dẫn. Cái quan trọng là phát không khí. À, nếu như mà anh mà muốn khỏi liền thì dễ lắm, anh ra phần maxi, anh mua, anh nói bán cho tôi liều thuốc thuốc chữa gút, anh uống trong vòng 3 ngày là hết. Nhưng mà cái đó là ý của tôi là điều trị không dùng thuốc, chứ còn nếu mà điều trị dùng thuốc là rất là dễ, chỉ cần uống được gút vô là hết liền. Anh ra mua coxicin vô, anh uống cho tôi một liều tấn công là hết liền, bảo đảm luôn. Nhưng mà cái đó không phải là cái đường hướng của ở đây. Ở đây vẫn động viên anh là dùng thuốc, là không dùng thuốc. Mà không có dùng thuốc là chỉ có cách của tôi là hay nhất. Và khi mà anh tập được cái thói quen đó thì sau này anh sẽ không còn bị trở lại nữa. Chứ không phải là nó có thể hết dứt được sau một lần điều trị. Tại vì cái gút là ở cái tuổi mình mà từ 50 tới trở lên á, là bắt đầu cái axit nó tăng lên nhiều. Mà hễ cái chỗ nào á mà mình bị tổn thương á trước đây á thì cái gút nó làm đau chỗ đó. Ví dụ như cái vai mình trước đây đã bị thương rồi, cái cổ mình đã bị vấn đề rồi, cái cổ của anh á, là chữa cái này là ok liền. Nhưng mà cái gút á nó làm cho đau cái khớp dài của anh á, thì không nào thể nào khỏi nếu không điều trị chứ. Cái bây giờ trước mắt ấy, là bây giờ chỉ ăn cái hai nữa là tạm thời trong lúc mà còn đang bị đau thì anh đừng có dùng cho tôi mấy cái thứ mà thịt chó này là tuyệt đối không được dùng này. Không bia rượu rai rai được. Tôi thì mấy cái đó ông cấm là cấm luôn tôi á. Không cấm đâu. Uống ít ít được làm sao đâu. Nhưng mà cái quan trọng vẫn là phải bỏ ăn. Thì anh mới có được. Cái câu đó là đúng, tức là buổi trưa đó, sau khi nhịn ăn từ 8 giờ tối cho tới 12 giờ trưa thì buổi trưa đó anh ăn đó là thoải mái, tôi không có cấm anh gì hết. Tức là anh vẫn ăn thịt, ăn cá, ăn đồ mà đầy đủ, món nào ngon nhất là ăn thôi. Nhưng mình riêng thí dụ như thịt chó nè, rồi cua nè, tôm nè, rồi các loại bộ lòng rồi đó, thì anh đừng dùng trong lúc mà đang chữa. Mà khi mà nó hết hẳn rồi đó thì chắc anh luôn. Tức là tôi không tôi là cái vai trường phái tôi là không bắt buộc người bệnh phải kiên cử nhiều quá. Tức là chỉ kiên trong lúc mình còn đau, hết đau rồi nhưng mà bỏ đói thì bắt buộc vẫn phải bỏ đói. Nhưng mà khi buổi trưa là không được là kiên cử gì hết, cái gì ngon nhất chơi luôn, cái gì mình thích nhất ăn luôn. Đấy, còn là buổi chiều á thì mình là ăn nhẹ thôi, mình nấu súp nấu đồ mình ăn được thôi, được rồi. Thì nhưng mà tôi bảo đảm với anh là tôi sẽ làm cho anh hết cái gút, là hết cái dài. Bởi vì ông bị là tôi biết rồi. Thật ra là bây giờ chữa là vô là ok liền, cô gì cũng giúp cho anh là ok rồi. Nhưng mà cái acid uric nó chưa hạ xuống thì nó vẫn còn đau thật rồi. Mà nhiều người bác sĩ nhiều khi ta không biết, ta cũng coi ta nó bị cái này bị cái kia. Và tôi nói bóc bệnh thân liền. Ok. Rồi xong rồi em. Rồi được rồi. Em rồi bị sao? Em bị liệt nước mặt là hồi nào? Một tuần nay. Ừ. Em chồng đã chưa? Em chồng ở đâu? Đúng rồi, chính xác. Mày em đỡ nhiều rồi ha. Em nhắm mắt lên tôi đi. Ok. Rồi, em thổi đi. Rồi, liệt bên đây rồi. Rồi, nước mắt còn chảy không? Rồi, mấy... Rồi, em có... Khi mà em chồng ở đây á, rồi em có lấy đá, em chồm luôn ở mấy vùng này không? Đúng, chính xác rồi. Mà bữa nay đỡ nhiều rồi đúng không? Ừ, ok. Chính là đây. Em này học căn bản hả? Ok. Rồi. Nè.
ra, nhắm mắt lại. Mở mắt ra, nhắm mắt lại. Nè, mọi người thấy cái khi liệt á, là mình lấy cái tay này mình để như này. Thấy chưa? Mình để khi mình kéo đây á, là có nghĩa là cái liệt này nằm ở cái này á. Ví dụ mắt nó nhắm ở đây nè, giờ nó ok rồi nè. Nha, cứ nhưng mà ok nè, nhưng mà chỗ này nó chưa có nhắm nặng nè. Thì nó bị ở đây, nè, mình kéo thấy chưa? Thấy chưa? Thì mình lấy tay mình ấn cái chỗ này. Nè. Rồi, ok, một cái. À, đó là rồi mở mắt ra, nhắm mắt lại, mở mắt ra, nhắm mắt lại. Khi mà em chồm nám thì em chồm cho tôi ở khu này. Và cái góc của cái dây 7 á, nó nằm ở đây. Thì giờ tôi bật cái dây 7 là em đau lắm đó nha. À, ráng cố gắng nha. Ok. Đang cố gắng. Ok. Phải chịu thôi. Không có cách nào khác hơn. Được nha. Rồi. Rồi. Phải cố gắng. Ok. Rồi. Từ từ. Còn nữa chưa hết đâu. Hãy quay qua đây chút em. Ráng để chỉnh cái lưỡi lại. Rồi, lè lưỡi ra đi. À, đỡ đỡ rồi ha. Cố lên, cố lên. Cố gắng mới được. Rồi, lè lưỡi lại đi. Mình bấm cái là nó muốn nổi đỏ lên nè. Lè ra coi. Được chưa? Được rồi, máu nó ra rồi. Ok. Đáng nha. Còn đau là còn tốt. Đau lắm. Chưa có trường đã nhiều cho tôi. Vì cái mắt của nó bây giờ làm nó vậy là nó tiến triển tốt rồi. Giờ cười lại coi nhé. Thổi đi. Bớt rồi em. Ok. Đấy, mình hay là bớt rồi đây. Điểm chắc chắc chưa? Bây giờ người chắc chắc chưa? Cười. Tại vì người cười thì nó mới giật được. Cười mà.
Ok. Rồi bây giờ lè lưỡi lại đi. Xin lỗi rồi. Ok. Rồi nghĩ ra được rồi đó. Chính vì cái đó cho nên nó là cái thần kinh giờ là nó giống như nó chèn chết luôn à. Nó chèn chết luôn nha, ra là nó không có ảnh hưởng, nó không có giúp nhất được. Thật ra bình thường là mình nhớ không? Mình bấm này, mình kéo con tay này, mình bấm này là nó giật liền, nó giật bực liền. Con này giờ nó bị chèn hết rồi, thành ra là bây giờ là cái giải quyết của mình là không giải quyết được, tại vì cái rốt ráo của nó vẫn là nằm ở cuộc sống cổ. Mà chừng nào cuộc sống cổ của nó bây giờ bắt buộc là nó khó lắm nha. Bây giờ tại vì nó không mổ được nữa. Bị con nữa mà mổ nguy hiểm quá. Đâu có. Mà cái này bây giờ mình không có phục hồi bằng cái phương pháp quán quyền được. Bây giờ chỉ có một cách là duy nhất bây giờ có thể là quyết liệt chữa bằng cách là chườm dưới chườm ngay chỗ này. Tối ngủ bác có làm không? Rồi kết hợp với nhịn ăn buổi sáng, kết hợp với hút không khí, kết hợp với uống nước ớt, rồi hy vọng một năm sau ta gặp lại nó có phục hồi được hay không. Bây giờ cái này tổn thương của nó chính là ngay cuộc sống cổ. Thì bây giờ nó giống như nó bị dính khớp á, mà bác nó bắt dính cái nửa cái bên phải, nó dính cứng cái đó thì nó chèn cái dây thần kinh nó chết luôn. Bây giờ nó không phục hồi được. Ok. Rồi. Ừ. Rồi.
không, cái cò đờ đốt súng cổ á, ngoài cái chuyện mình tác động không á, cái quan trọng nhất mà mọi người không có nhớ là tôi nói đó là phải dùng cái đai nâng cổ. Có hướng dẫn không? 160 Tây Sơn, mua cái đai nâng cổ, rồi nâng cái cổ lên, một ngày nâng hai lần, một lần là 30 phút, mà bác phải nâng như vậy á là 3 tháng rồi mới thua. Còn cái điều trị của mình á, sao thì cái mạch máu nó không lên, nó bị chèn nữa. Bây giờ nghe lời tôi đi làm cho đời cho đúng. Bây giờ cái khu xuống còn cái đó là một, nó phải nhiều, nó phải kết hợp nhiều cái, ở trong đó phải có cái chuyện mà nâng cổ, có cái này nâng cổ thôi, trích tiền lương ra đi 3.650.000. À, đây là một cái trường hợp mà bị cái cột sống lưng mà bên nào? Có cong lồi sau bên này. Nó cong lồi qua bên này. Thì cái cột sống nó không có thẳng, cho nên bác đi đứng khó khăn được các thứ ha. Thì hồi trước nay là mình cũng đã giải quyết nhiều cách rồi. Thì bây giờ bữa nay mình chỉnh một cái cột sống của bác này lại ha. Thì mình đáng lý, nãy cái này có rồi đó. Rồi ok, rồi bác leo đi. Rồi, kéo hai chân bắt thẳng lên đi. Em có ảnh thả nè. Cho thẳng lên. Cho là hai chân luôn. Đó, rồi, bắt đứng lên. Nè, hai cái chân này cặp vô đây. Đừng có cầm sát quá. Đây nè, rồi, hai bên, để hai bên. Đó, bên kia cũng vậy nè. Đúng không? Rồi, bây giờ là đè. Đè hai cái này, đè xuống, thấy không? Ấn xuống. Đây thẳng đây, hai đấy. Ấn cho người xuống. Rồi ấn xuống rồi thả ra. Rồi ấn đè xuống. Mấy lần? 10 lần. Là dập bắt chặt ngược chiều. Rồi, bắt lùi lên chút xíu. Rồi, bắt bỏ hai chân này xuống, đạp lên chỗ đó. Ấy chứ túi không bỏ gì cái này, bỏ ra. Rồi, hai chân này đặt ở đây. Công chân này. Trên chút. Đó, được không? Trên chút cái này đó. Rồi, tay này bắt đầu chỉnh cái đầu gối. Này, giữ cái này được không? Rồi, bắt đầu xuống. Rồi, mà cái hai chân bắt thẳng ra. Đó, hai chân thẳng ra, ngã người vậy. Đó, ok. Đó, rồi, tiếp là 10 cái. Nè, đây mình cho đẩy cái cột sống cho nó mềm ra lại. Người vũ này cũng có lý ha. Thành chú. Được cả người tập, được cả người chữ. Rồi, giữ luôn vậy. Đó, cái hay cho cơ gót thì nhón lên. Rồi, kiếm lên. Đó, hay ha. Nghe cái lưng nghe đã ha. Dễ chịu không? Rồi, ok. Rồi, nhón lên. Bây giờ cái hai chân này bây giờ nhích lên trên tí nữa. Đó. Rồi cũng làm cái cú đó. Rồi hai chân thẳng ra, hai đầu gối xếp lại. Rồi hai chân thẳng ra, nhón gót lên. Đó, đây bạn, dạ nhìn xuất quan, nhìn cái bàn nhìn quan đó, ừ, kỳ quá hả? Rồi, ok, đó, để xuống nữa.
đó, đó, đó nhớ mình đạp chân lên, đạp chân lên, đạp chân lên. Đó, nhịp nhàng xuống, chân lên. Xuống rồi thì đạp chân lên. Quá, ngã sau rồi. Rồi, giữ luôn, giữ luôn, giữ luôn. Hai cái đầu gối sát, xếp lại. Đó, ok. Đó, cái chân nhón gót lên, đó, đè lên nha. Rồi, thả ra. Rồi, bây giờ đạp lên bụng nha. Đúng mười luôn. Đó, để vô bụng sao cho dễ chịu, hút cái chậm trái luôn. Rồi, cho công giò lại. Công giò lại. Rồi. Đó, đúng rồi đó. Rồi. Nè. Rồi. Đẩy cái sát cái bụng xuống, đẩy sát cái bụng xuống, đẩy sát cái bụng xuống, đó, đó. Thấy chưa, hai cái chân này đều nhau, cũng đều vậy, đó, rồi, à, vậy, đó, thì nó mới, về tác động vô cái lưng này được, thấy chưa, đó, rồi, làm trở lại, dỡ lên, rồi xuống cái nữa, đẩy, đẩy đến bụng, đến bụng, đẩy lên bụng đó, ừ. Đó, đã chưa? Đấy, thì khi mà đẩy dưới đây thì nó ít, còn đẩy bụng thì nó rạn hết cái lưng luôn. Ok chưa? Rồi, bỏ hai chân xuống. Nè. Rồi, bỏ hai chân xuống. Rồi, bây giờ cái chân này bước qua đây. Không làm gì. Rồi, đứng dậy anh, đứng dậy. Lấy cái chân, đứng lên. Một cái chân giữ ở đây. Giữ đây, khóa cái gì đó, thấy không? Rồi, còn cái tay này thì nhịp. Đó, nhịp xuống, nhịp, rồi, xuống càng ngày càng sâu càng tốt. Nghe rãn cái lưng không? Nghe dễ chịu. Nghe dễ chịu ha. À. Đấy, thì khi mà mình làm cái động tác này á, thì nó tác động vô cuộc sống. Ông lên, để nhịp. Ông hơn, mình sao? Xuống, nhịp gì ông, mình nhát đi vậy. Mạnh với sợ ông lại chặt xuống khá. Không, không có đập đâu. Ông sướng gần chết. Rồi, đổi như kia. Rồi, ghét qua. Đó, gài chiếc cái lại. Đó. Được không? Sướng ha. Chưa sướng hơn hả? Mà chứng cái chân đau hả? Đấy. Xuống nữa. Này muốn xuống được không? Xuống nữa. Rồi trải qua, làm giúp cho ông thêm cái răng lần nữa. Cho xuống là thứ hai. Cái gài cái chân như vậy, đó. Đây, làm nó chỉnh lên anh. Đó. Dễ chịu. Dễ chịu đúng không? Mỏi lắm. Rồi, ông bỏ cái chân ông lên, đạp lên đó. Đấy. Đó, bỏ chân lên. Đó. Thấy không? Giá gạo. Giá gạo đấy, thấy không? Bây giờ chứng không dẻo lại thấy chưa? Đấy. Ngon lành không? Dễ chịu chưa? Sướng chưa? Tôi muốn là chuyển ra đây xong để cho cái này nó ngã xuống nữa. Đó, ngã xuống nữa. Sát mép, sát mép. Đó. Sát mép. Không có chuyện lọt như thế. Thế thì dễ thôi. Lọt phải cái đỡ. Rồi. Tay thôi, sợ chân không chuẩn. Lấy chân đạp. Đấy. 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 Thế tôi mới đá. Đá. Nghe đá. Sống thôi. Đá chứ hả bác? Đưa đi. Đưa đi. Đi đưa đi. Rồi rồi. Được rồi. Có thể làm quá thì đừng. Bây giờ nằm nghiêng qua. Chích qua kia. Đúng không? Chích qua kia nhưng mà nằm nghiêng đấy. Xin trong ngoài này. Xin trong ngoài. Thế đúng rồi. Nằm nghiêng. Xin chào chị nữa. Xin chào chị nữa. Đấy. Thấy nha. Rồi, ông nghiêng rồi đấy. Nghiêng rồi. Coi thẳng lên đây. Ra ngoài tí nữa, trơn quá. Trơn quá, trơn quá. Đó. Đây mình làm cái này cho nó. Cuộc sống à. Thấy chưa? Rồi, xích qua đây. Đúng rồi, nghiêng qua, nghiêng qua. Rồi, xích
qua đây. Rồi bắt sát lên. Rồi. Rồi. Bỏ như một chút. Cái gì đi thẳng nè. Đã ha. Rồi, đứng dậy coi cử động là sao rồi. Rồi, ngồi xuống đứng dậy thử coi đó. Dễ chịu chưa? Rồi. Rồi, học được bài mới không? Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.